Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là sản phẩm Galaxy A51 mới ra mắt của Samsung. Sau đây mình xin giới thiệu một số tính năng nổi bật của sản phẩm. Đầu tiên là tính năng camera chụp ảnh macro cận cảnh. Là sản phẩm Samsung Galaxy đầu tiên được trang bị camera macro, giúp bạn bắt chọn vẻ đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất, nâng tầm chất lượng như máy ảnh chuyên nghiệp. Sau đây mình sẽ demo tính năng chụp ảnh macro này. Các bạn sẽ vào phần máy ảnh. Với tính năng thường, các bạn có thể nhìn thấy khi mà dí vào cái con bọ này, nó rất là mờ, không thể bắt nét được. Và mình sẽ chọn vào phần khác và nhấn vào phần cận cảnh. Bạn nhìn thấy con bọ ấy, rất là sắc nét luôn ạ. Đây ạ, kể cả cái chữ nhỏ ở dưới này cũng thế. Chương này làm sáng à? Với những cái hình cam thường ấy. Đây ạ. Rất là mờ luôn, nó không bao giờ bắt được. Với cái tính năng chụp ảnh cận cảnh này, macro này, các bạn nhìn thấy không ạ? Ảnh chụp luôn chi tiết, vượt trội nhờ camera độ phân giải lên đến 48 megapixel. Có thể nhìn thấy độ phân giải của camera rất là sắc nét. Tiếp đến là màn hình tràn viền vô cực Super AMOLED, tận hưởng hình ảnh giải trí đỉnh cao với màn hình tràn viền vô cực Infinity O rộng 6.5 inch Full HD cộng, giúp bạn trải nghiệm hình ảnh giải trí cao cấp với công nghệ màn hình này. Ngoài ra máy có thiết kế rất là mỏng nhẹ, đằng sau có thiết kế lát cách kim cương này, nhìn máy rất là sang trọng, khi mình cầm nắm lâu sẽ không bị mỏi tay và có cảm giác rất là thoải mái. Với công nghệ sạc nhanh 15W chỉ với 10 phút sạc cho đến 3 giờ liên lạc xem phim và 10 giờ đàm thoại. Bình thường các cái sản phẩm không có hỗ trợ sạc nhanh thì phải sạc tầm khoảng 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng mới đầy pin. Nhưng sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh này giúp bạn sạc máy rất là nhanh và tiện lợi, tiết kiệm thời gian sạc. Các bạn có thể yên tâm sử dụng thoải mái suốt một ngày dài với dung lượng pin lên đến 4000mAh/giờ. Vâng, đó là tất cả những sự tính năng nổi bật của sản phẩm Galaxy A51. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở video lần sau ạ.